của giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương Cúp Number One năm 2012 với ngày thi đấu thứ hai tại bảng đấu này. Và trong trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng khách mời nước ngoài. Trong trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi thì các cầu thủ Gremio Barueri-Be tiếp tục xuất phát với bộ quần áo màu xanh. Đội bóng của Nhật Bản Avispa Fukuoka là những cầu thủ sẽ xuất phát với bộ quần áo màu sáng, điều khiển trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi là trọng tài Đinh Văn Dũng, các trợ lý là ông Trần Minh Thắng và Nguyễn Trương Hậu, trọng tài thứ tư là ông Võ Minh Chí. Trên đây là đội xuất phát của câu lạc bộ Gremio Barueri-Be. Đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của Kazuyoshi Miura chính là Matsubara, đội bóng vốn là khách mời quen thuộc của cung đá truyền hình Bình Dương trong những năm trước đây. Một quả đá phạt cho cầu thủ Gremio Barueri. Cơ sút điểm thuật theo kiểu Brazil. Ginson cũng là người chơi nổi bật nhất trong số cầu thủ của Gremio ở trận đấu đầu tiên của họ tại trận đấu này. Rất nguy hiểm. Pha đưa bóng căng ngang khung thành của câu lạc bộ Avispa Fukuoka nhưng đã không có điểm cắt nào thuộc về cầu thủ Gremio. Trong những phút đầu trong trận đấu gặp câu lạc bộ Sài Gòn Xuân Thành thì Gremio B cũng đã có những pha bóng kiểm soát tốt thế trận. Tuy nhiên họ lại không có được những cú dứt điểm sắc sảo và càng chơi thì họ càng đuối sức. Rất nguy hiểm. Thêm một tình huống lợi hại nữa của cầu thủ Gremio. Pha chạm bóng vừa rồi là của Hassan Nery. Lại là cú chạm bóng đầu của Hassan Nery. Lần này thì bóng này là Hassan Nery, cầu thủ có khả năng xử lý từ những quả sút xa. Và giành thắng lợi trước chủ nhà BKM Bình Dương. Ngoài việc tham dự giải đấu và chinh phục những vị trí cao thì những đại biểu bóng đá Brazil đến tham dự BTP Cup luôn có kèm theo một mục đích là giới thiệu những cầu thủ có khả năng phục vụ cho các đội bóng ở V-League. Với những gì mà cầu thủ Gremio B đã thể hiện ở lượt trận đầu tiên thì hơi khó để có thể có một sự lựa chọn cho các đại biểu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Vừa có một cú sút thuộc về cầu thủ áo xanh, đó là pha dứt điểm của số 6 Hao Rafael. Cơ hội trình diễn của cầu thủ Gremio B vẫn còn ở lượt trận này và lượt trận cuối cùng tại vòng bảng. Phải rớt hạng vì cho đến vòng thứ 36 của mùa giải năm nay họ xếp ở vị trí chót bảng trong tổng số 20 đội bóng tham dự Serie B của Brazil. Rất nguy hiểm. Như vậy là tỷ số đã được mở cho cầu thủ Gremio Barueri-Be. Pha ghi bàn là của trung vệ Renan Santos. Với một cú vẩy bóng như vậy thì người chuyền bóng thường giấu được ý đồ, nhưng độ chuẩn xác cần phải được điều chỉnh thì mới có thể đem đến cơ hội cho đồng đội. Đây đang là phút thứ 30 của trận đấu và đội bóng Brazil Gremio Barueri-Be đang là đội dẫn điểm. Abel Marinho. Marinho. Ginson. Lỗi việt vị. Cầu thủ đã ở vào thế việt vị là Hao Rafael.